Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Văn hóa Toàn cảnh. Thưa quý vị, ba miền Bắc, Trung, Nam của Việt Nam sẽ tham gia vào chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt-Lào năm 2012 nhân năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2012 và kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Đó là chỉ đạo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa được công bố trong buổi họp báo ngày 9 tháng 8 tại Hà Nội. Các tỉnh trực tiếp được phân công tổ chức giao lưu với các tỉnh của nước bạn Lào là Hà Tĩnh, Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum. Chương trình giao lưu văn hóa và du lịch vùng biên giới Việt-Lào sẽ bắt đầu từ ngày 16 tháng 8, kéo dài đến tháng 12 với nhiều hoạt động như triển lãm đặc trưng văn hóa các dân tộc vùng biên giới Việt Nam-Lào với các hình ảnh hiện vật, trang phục, nhạc cụ dân tộc và các sản phẩm văn hóa dân tộc tiêu biểu khác, trình diễn nghệ thuật dân tộc mang đậm bản sắc văn hóa địa phương, trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc, giao lưu các lễ hội dân gian, các hoạt động thể thao. Tại buổi họp báo, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị các cơ quan ban ngành, các sở địa phương được chỉ đạo tham gia giao lưu cùng phối hợp chặt chẽ và hoàn thành tốt nhiệm vụ này. Chương trình giao lưu văn hóa, thể thao và du lịch vùng biên giới Việt-Lào năm 2012 dự kiến sẽ bế mạc vào tháng 12 tới tại Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Tiếp theo là những tin tức đáng chú ý khác. Chiều ngày 10 tháng 8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, buổi tổng duyệt của chương trình In the Spotlight số 3, Trần Tiến như chờ từng giấc mơ, đã diễn ra trong không khí khẩn trương của toàn bộ ekip làm chương trình. Nhạc sĩ Trần Tiến, một nhạc sĩ nổi tiếng và được đông đảo khán giả Việt Nam yêu mến trong suốt hơn 40 năm qua, sẽ chia sẻ, tâm sự với khán giả những câu chuyện về cuộc đời mình. Đây cũng là một trong số những lần hiếm hoi nhạc sĩ Trần Tiến xuất hiện trong đêm nhạc của mình. Không với vai trò ca sĩ, mà với vai trò dẫn dắt câu chuyện âm nhạc do chính ông viết nên. Diva Trần Thu Hà là ca sĩ hát chính trong chương trình. Cô sẽ giúp khán giả tìm lại những cảm xúc bình yên với những ca khúc nhẹ nhàng, đầy hoài niệm của Trần Tiến. Cũng có khi là day dứt, đam mê với các ca khúc mãnh liệt, bỏng cháy. Đặc biệt, chương trình In the Spotlight số 3, Trần Tiến như chờ từng giấc mơ, còn có sự tham gia của ca sĩ Tấn Minh và nhóm duo Đinh Mạnh Ninh, Tô Minh Đức, với mong muốn mang đến cho khán giả góc nhìn, góc cảm nhận mới về nhạc Trần Tiến của thế hệ trẻ qua dòng nhạc R&B thời thượng. Chương trình In the Spotlight số 3, Trần Tiến như chờ từng giấc mơ, sẽ diễn ra vào hai đêm 11-12 tháng 8 tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô Hà Nội. Thưa quý vị, nhân 51 năm ngày vì nạn nhân chất độc da cam dioxin và hướng tới kỷ niệm 30 năm ngày ra số báo Thể thao và Văn hóa đầu tiên, ngày 9 tháng 8, báo Thể thao và Văn hóa phối hợp với Quỹ vì nỗi đau da cam Thông tấn xã Việt Nam đã tổ chức đi thăm và tặng quà các gia đình nạn nhân chất độc da cam tại hai tỉnh Thái Bình và Nam Định. Có 10 phần quà, mỗi phần là một sổ tiết kiệm trị giá từ 3 đến 5 triệu đồng được trao cho các nạn nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của hai địa phương. Tại Thái Bình, đoàn đã cùng với đại diện ban lãnh đạo Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh đến thăm gia đình anh Lê Văn Huynh ở xã Quang Bình, huyện Kiến Sương. Gia đình anh Huynh sinh được 4 người con thì cả 4 đều bị nhiễm chất độc da cam. Người nằm trên võng vô hồn này là anh Lê Văn Hiệp, năm nay đã 26 tuổi. Ba người chị của anh Hiệp bị bệnh máu trắng, không còn khả năng cứu chữa nhưng vẫn phải đi làm phụ giúp bố mẹ. Nên khi đoàn cán bộ đến thăm, cả ba chị đều vắng mặt. Trước nỗi đau, sự mất mát lớn đã nhìn thấy trước, ngoài sự động viên về mặt tinh thần, lãnh đạo báo Thể thao và Văn hóa bà Trương Lê Kim Hoa, tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa đại diện cho đoàn, đã trao tặng cho gia đình anh Lê Văn Huynh một sổ tiết kiệm trị giá 5 triệu đồng. Tiếp đó, đoàn đã đến thăm và tặng sổ tiết kiệm cho gia đình ông Nguyễn Văn An ở xã Phương Công, huyện Tiền Hải. Đây là gia đình đặc biệt khó khăn bởi bản thân vợ chồng ông An tuổi đều đã cao, lại phải mưu sinh đủ nghề để nuôi nấng, thuốc thang cho hai người con gái là Nguyễn Thị Minh 29 tuổi và Nguyễn Thị Phượng 27 tuổi bị nhiễm chất độc da cam, sống cuộc sống thực vật nơi góc nhà như những cái bóng. Tại buổi thăm hỏi và tặng quà này, ông Hồ Sĩ Hải, Phó Chủ tịch Thường trực Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin tỉnh Thái Bình cho biết, hiện tỉnh Thái Bình có 34.000 nạn nhân nhiễm chất độc da cam dioxin. Trong đó có 23.093 nạn nhân được hưởng chế độ, còn lại 11.000 nạn nhân đang chờ xét chế độ. Hai trong tổng số 6 gia đình mà đoàn cán bộ báo Thể thao và Văn hóa, Quỹ vì nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam đến tặng quà hôm nay chỉ là số ít trong số rất nhiều các gia đình là nạn nhân da cam đang cần sự chung tay giúp sức của cộng đồng. Sau Thái Bình, lãnh đạo báo Thể thao và Văn hóa và đại diện Quỹ vì nỗi đau da cam tiếp tục hành trình xoa dịu nỗi đau da cam tại tỉnh Nam Định. Tại Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin Nam Định, bà Trương Lê Kim Hoa đã trao cho lãnh đạo hội 4 sổ tiết kiệm,
mỗi suất trị giá 3 triệu đồng nhờ hội chuyển đến tay các nạn nhân da cam mà hội đang bảo vệ quyền lợi. Ngoài ra, đoàn còn đến thăm và trao sổ tiết kiệm trị giá 3 triệu đồng cho gia đình anh Vũ Thế Hưng ở xã Lộc An, thành phố Nam Định, có con gái là Vũ Thị Yến, sinh năm 1982, bị nhiễm chất độc da cam. Nơi mà anh Hưng tiếp đoàn không phải là nhà của anh chị mà là của em trai anh Hưng, còn nhà cũ của gia đình anh chị hiện đã quá sập xệ, không cả muốn nhìn, chứ chưa nói gì đến ăn ở lâu dài cùng với người bệnh. Trao đổi với chúng tôi tại nhà anh Vũ Thế Hưng, ông Nguyễn Trung Tính, Chủ tịch Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin Nam Định, người cũng mang trong mình di chứng của chiến tranh khiến tay ông lúc nào cũng run lên cho biết. Nam Định có trên 30.000 nạn nhân chất độc da cam, trong đó có 13.000 nạn nhân được hưởng chế độ của nhà nước, hơn 3.000 cháu bị nhiễm chất độc da cam thuộc mức 2, thế hệ 2. Nhìn chung, đời sống của các nạn nhân chất độc da cam còn rất nhiều khó khăn, cho dù hội cũng như cộng đồng đã nỗ lực hỗ trợ các nạn nhân rất nhiều. Theo bà Trương Lê Kim Hoa, Tổng biên tập báo Thể thao và Văn hóa, việc hướng về các nạn nhân chất độc da cam của các cơ quan, đoàn thể, trong đó có báo Thể thao và Văn hóa, Thông tấn xã Việt Nam bằng những hành động, việc làm, nghĩa cử cao đẹp, nhân văn cũng là thể hiện trách nhiệm của người làm báo đối với những vấn đề chung của đất nước trong thời đại mới. Tiêu biểu trong số những sự kiện giải thưởng văn hóa uy tín mà báo Thể thao và Văn hóa tổ chức như giải thưởng Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội, giải thưởng âm nhạc công hiến, giải biếm họa báo chí Việt Nam, cúp rồng tre lần này đã dành 10 phần quà, mỗi phần là sổ tiết kiệm trị giá 3-5 triệu đồng được trao cho các nạn nhân tiêu biểu hoàn cảnh khó khăn của hai địa phương bằng chính số tiền quyên góp được từ việc bán một số bức tranh, vẽ tranh ký họa, trích tiền thưởng đoạt giải, cùng với sự tham gia đóng góp trực tiếp của cán bộ, phóng viên báo Thể thao và Văn hóa. Như chúng ta ít nhiều đều đã biết, trong hành trình 30 năm ra đời và phát triển cho tới nay của báo Thể thao Văn hóa, thì ngoài nhiệm vụ chính là thông tin, thì chúng tôi còn tổ chức được một số cái sự kiện giải thưởng văn hóa lớn như là giải âm nhạc công hiến, giải Bùi Xuân Phái vì tình yêu Hà Nội và giải biếm họa báo chí Việt Nam cúp rồng tre. Thì những cái giải thưởng này thì không những đã được đánh giá tốt bởi chất lượng, giá trị chuyên môn nghệ thuật mà còn được đông đảo bạn đọc và dư luận ghi nhận rất tốt về cái ý nghĩa, cái giá trị nhân văn của các giải thưởng này. Thì mỗi giải thưởng như thế này là một dịp để những người làm báo Thể thao Văn hóa chúng tôi thực tiễn hóa được cái ý thức xã hội, trách nhiệm công dân của mình đối với những cái vấn đề chung của đất nước, của cộng đồng xã hội mà tiêu biểu đó là thảm họa dioxin Việt Nam. Và trong khuôn khổ cái giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ 3, chủ đề môi trường và biến đổi sinh thái gần đây, thì ban tổ chức đã quyên góp được 35 triệu đồng đóng góp vào quỹ vì nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam. Và thông qua quỹ này thì ủng hộ các nạn nhân chất độc da cam, những người phải hứng chịu những hậu quả khốc liệt, đau thương nhất của thảm họa môi trường. Phát biểu về việc báo Thể thao và Văn hóa thăm và tặng quà cho các nạn nhân da cam, đại diện Hội Nạn nhân chất độc da cam dioxin của tỉnh Thái Bình xúc động. Những cái hoạt động của báo Văn hóa Thể thao của Thông tấn xã cũng như của các cái cơ quan truyền thông khác ấy, đối với nạn nhân chất độc da cam nói chung và Thái Bình nói riêng ấy, thì những cái hoạt động này nó mang cái nghĩa cử rất là cao đẹp. Ngoài cái việc thể hiện tấm lòng nhân ái chăm sóc đối với nạn nhân thì còn góp phần đưa tin, tuyên truyền để cho xã hội nói chung nâng cao cái nhận thức về nạn nhân chất độc da cam, về thảm họa da cam, để thấy rõ được cái trách nhiệm của mọi người đối với nạn nhân chất độc da cam là một đối tượng có công. Đồng thời cũng tôi nghĩ rằng có lẽ cũng góp phần đưa những cái tuyên truyền này đối với bạn bè quốc tế để bạn bè quốc tế người ta hiểu hơn nữa về cái nạn nhân chất độc da cam Việt Nam nói chung, thông cảm với cái thảm họa da cam Việt Nam và như vậy là giúp nạn nhân chất độc da cam trong cái cuộc đấu tranh đòi công lý. Còn đối với nghĩa cử của các họa sĩ biếm họa đã dành tiền bán tranh quyên góp để chung tay xoa dịu nỗi đau da cam, bà Trương Lê Kim Hoa bày tỏ. Nhân dịp này cho phép tôi thay mặt ban tổ chức báo Thể thao Văn hóa một lần nữa xin gửi lời cảm ơn nghĩa cử cao đẹp này của các họa sĩ đã cho phép bán tranh, quyên góp tiền. Các họa sĩ đoạt giải đã trích một phần giải thưởng của mình để ủng hộ quỹ, cũng như các họa sĩ tham gia vẽ kỹ họa tại triển lãm và các vị giám khảo của giải biếm họa báo chí Việt Nam lần thứ 3 cúp rồng tre
và tất nhiên là tập thể cán bộ phóng viên thể thao và văn hóa trong nỗ lực chung tay với cộng đồng xã hội để góp một phần xoa dịu những nỗi đau bất hạnh khôn nguôi này của những người đồng bào nạn nhân chất độc da cam Việt Nam của chúng ta. Hơn nửa thế kỷ, từ 1961-2012, thảm họa da cam chưa bao giờ nguôi ngoai ở Việt Nam. Hậu quả chất độc da cam kéo dài cả ba thế hệ và không biết còn kéo dài đến bao giờ. Đây thực sự là một sự hủy hoại con người, hủy hoại giống nòi. Tuy nhiên dù đau đớn, nhưng dân tộc Việt Nam không bi quan, cả nước luôn chung tay giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam vượt qua khó khăn, luyện tập, điều trị, phục hồi chức năng, học tập, lao động, hòa nhập với cộng đồng. Trong đó có báo Thể thao và Văn hóa, Quỹ vì nỗi đau da cam của Thông tấn xã Việt Nam và các nghệ sĩ, họa sĩ đã, đang và sẽ còn đồng hành cùng với những sự kiện, giải thưởng uy tín của báo, không chỉ vì một nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc mà còn giàu tính nhân văn trong các hoạt động xã hội, những việc làm cụ thể vì cộng đồng. Tiếp theo chương trình là phần tin tức văn hóa quốc tế. Ngày 9 tháng 8 vừa qua, nhiều người hâm mộ trên thế giới đã kỷ niệm ngày sinh nhật lần thứ 49 của nữ danh ca Whitney Houston. Những tin nhắn chúc mừng sinh nhật Houston tràn ngập khắp mạng Twitter. Bobby Christina, cô con gái 19 tuổi của bà viết, một lần nữa lại đến 12 giờ, sinh nhật mẹ yêu của con. Sau đó đính kèm một bức ảnh chụp hình xăm mới của cô và bạn trai. Houston là một trong số những nữ ca sĩ nổi tiếng nhất mọi thời đại, với những ca khúc đỉnh cao như I Will Always Love You hay Saving All My Love For You. Nổi tiếng giữa những năm 1980, trong sự nghiệp kéo dài gần 3 thập kỷ, Houston có lượng đĩa bán ra đạt hơn 170 triệu bản. Ngoài âm nhạc, bà cũng đã gặt hái được một số thành công trong lĩnh vực điện ảnh, mà điển hình là bộ phim The Bodyguard, Vệ sĩ. Bộ phim cuối cùng của bà, Sparkle, sẽ ra rạp vào ngày 17 tháng 8 năm nay. Ngày 11 tháng 2 năm 2012, nữ danh ca bất ngờ qua đời tại khách sạn Beverly Hilton, chỉ vài giờ trước khi bà tham dự lễ trao giải Grammy. Các tác phẩm điện ảnh lấy đề tài về nhảy hip-hop chẳng hề thiếu trên thị trường, nhưng để xây dựng tới 4 phần mà vẫn ăn khách thì mới chỉ có loạt phim Step Up, kinh phí thuộc dạng trung bình thấp, nhưng 3 phần đầu đã thu về hơn 420 triệu đô la Mỹ trên toàn cầu. Chuyên mục phim cuối tuần xin gửi tới quý vị một số hình ảnh đáng chú ý trong phần 4 Step Up Revolution, tựa Việt là Vũ điệu tình yêu. Mặc dù xuất thân thuộc tầng lớp giàu có, nhưng Emily không muốn đi theo con đường kinh doanh của cha. Bằng niềm đam mê với nghệ thuật múa đương đại, cô muốn tạo lập sự nghiệp riêng cho bản thân mình. Khi chuyển tới Miami sinh sống, cũng như bao người dân tại đây, Emily vô cùng bất ngờ với tài năng của nhóm nhảy The Mob. Mọi chuyện thay đổi khi ông chủ tập đoàn khách sạn DeMount muốn đầu tư, tái cơ cấu lại khu vực dân cư ven biển, nơi The Mob sinh sống. Cũng giống như 3 phần trước, Step Up Revolution có mô típ quen thuộc. Tuy nhiên, đối với loạt phim Step Up, nội dung phim chỉ chiếm khoảng 30% sự quan tâm của người xem. Điều mong chờ nhất đối với khán giả chính là bữa tiệc về mặt hình ảnh, âm thanh, thông qua phần vũ đạo, ánh sáng, thời trang cực kỳ mãn nhãn. Điểm khác biệt của Step Up Revolution so với các tập trước chính là sự thay đổi trong vũ đạo. Thay vì chỉ nhảy hip-hop, breakdance, beatbox, vẽ graffiti đã khá quen thuộc, phần 4 này còn kết hợp các điệu nhảy flash mob hết sức ấn tượng. Step Up Revolution là tác phẩm phù hợp cho giới trẻ, đặc biệt những ai yêu thích hip-hop. Phim đang được chiếu tại các rạp trên toàn quốc. Phim cuối tuần đã khép lại chương trình văn hóa toàn cảnh ngày hôm nay của chúng tôi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.